Việt Nam đã được thêm vào danh sách theo dõi của cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF. Cơ quan này cho biết Việt Nam vẫn cam kết chứng minh rằng họ ngăn chặn hiệu quả tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quyết định được đưa ra hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 6, bổ sung quốc gia Đông Nam Á vào danh sách xám, gồm 20 quốc gia trên thế giới, phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, bao gồm Panama, quần đảo Cayman, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Syria. Myanmar, Iran và Triều Tiên là những quốc gia nằm trong danh sách đen của nhóm. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có quan hệ tốt với Triều Tiên, nơi đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp sự lên án rộng rãi trên toàn cầu và các lệnh trừng phạt quốc tế. Hà Nội đã ban hành các quy tắc vào tháng 3 để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, FATF, có trụ sở tại Paris, đã không coi việc đại tu này là đủ để tránh bị đưa vào danh sách xám. FATF cho biết Việt Nam hiện đã cam kết thể hiện rằng họ giám sát hiệu quả các ngân hàng, kế toán và luật sư để ngăn chặn việc tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Việt Nam cũng đã đồng ý chứng minh rằng họ có thể ngăn chặn việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân hoặc tổ chức phải đối mặt với các hạn chế quốc tế do liên quan đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài Việt Nam, 10 quốc gia châu Phi, bao gồm Mozambique và Uganda, đang được FATF giám sát về các rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân, theo danh sách công khai trên trang web của cơ quan này. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào thứ Bảy. Việt Nam cũng đã cam kết thực hiện những cải cách bổ sung để giải quyết những tồn tại của mình. FATF cho biết họ sẽ hoạt động để đảm bảo sự độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản ảo và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền. FATF không khuyến nghị tăng cường kiểm soát đối với các khu vực tài phán trong danh sách xám, nhưng thực tế, đó là điều sẽ xảy ra khi một quốc gia được thêm vào danh sách vì các tổ chức tài chính nước ngoài có xu hướng giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch của họ với các quốc gia trong danh sách này. Điều này có thể dẫn đến các rào cản đối với dòng tiền tương lai. Tại hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc hôm thứ Sáu, Việt Nam cho biết sẽ tham gia phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.